Theo công văn số 7886 ngày 4 tháng 10 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã niêm yết công khai nội dung thông báo trên cổng thông tin điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được nhà nước giao đất cho thuê đất. Người dân và tổ chức cần tự rà soát lại thời hạn sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quyết định giao đất cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất để thực hiện gia hạn sử dụng đất theo quy định. Người sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất. Quá thời hạn này, nếu không nộp hồ sơ, người sử dụng đất sẽ không được gia hạn và đất sẽ bị thu hồi, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp hết thời hạn sử dụng đất nhưng chưa bị thu hồi, nếu đến ngày Nghị định số 102/2024 NĐ-CP có hiệu lực ngày 1/8/2024 mà đất chưa bị thu hồi, người sử dụng đất vẫn có thể nộp hồ sơ gia hạn trong thời gian 6 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực. Hạn cuối để nộp hồ sơ gia hạn là ngày 1/2/2025. Sau thời điểm này, nếu không thực hiện gia hạn, nhà nước sẽ thu hồi đất. Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định pháp luật, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất đã hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng cần khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận huyện thị xã nơi có đất đối với hộ gia đình để hoàn thành thủ tục gia hạn.